Những bằng chứng cho thấy hôn nhân của Trấn Thành Harry Won phải chăng là bi kịch? Harry Won sau đám cưới sự nghiệp của tôi đi xuống. Những tưởng với danh tiếng vốn có của mình, cộng với việc trở thành bà xã của danh hài đình đám showbiz Việt, sự nghiệp của nữ ca sĩ người Hàn Quốc sẽ đi lên như diều gặp gió sau đám cưới hoành tráng. Tuy nhiên sau khi kết hôn, Harry Won không có nhiều sản phẩm âm nhạc hay dự án phim nào mới. Tâm sự trong một talk show, giọng ca Hương Đêm Bay Xa cho biết, sự nghiệp của cô đã đi xuống sau khi kết hôn. Tôi nhận ít show hơn, một vài dự án chung với anh Thành trước đó cũng bị hủy, vì phía ban tổ chức nghĩ cả hai không nên xuất hiện chung với nhau. Bản thân tôi cũng ức chế vì chưa bao giờ nhờ anh Thành giúp đỡ gì. Anh Thành còn khuyên tôi nhận lời tham gia một số chương trình. Nhưng ai thân lắm thì tôi mới nhận lời, vì tôi không muốn người ta nghĩ tôi ăn bám Trấn Thành, Harry nói. Harry cũng nói thêm, bản thân cô một phần nghĩ cho Trấn Thành, một phần cũng muốn xây dựng hình ảnh của mình theo hướng tự lập. Sau khi cưới Trấn Thành, chỉ khác là có thêm người lạ nằm chung giường. Trong đám cưới, chắc hẳn nhiều người chưa quên, Trấn Thành đã rơi nước mắt nghẹn ngào và nói với vợ những lời ngọt ngào như ngôn tình rằng cảm ơn Harry đã đồng ý mua chiếc vé xe đi hết cuộc đời với anh, đồng thời hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho bà xã. Thế nhưng 8 tháng sau khi chính thức về chung một nhà với Trấn Thành, Harry Won bất ngờ tiết lộ cuộc sống của cô chỉ khác là có thêm người lạ nằm chung giường. Harry không cảm nhận được là mình đã có chồng. Trước khi cưới, tôi sống chung với bố mẹ, sống ở nhà mình thì dĩ nhiên thoải mái hơn ở nhà chồng. Mình ở dơ cũng không ai nói, mặc đồ mỏng, đi lòng vòng trong nhà cũng là chuyện bình thường. Sau khi về nhà chồng, đi xuống nhà hay ở đâu cũng phải mặc đầy đủ, không được như trước. Có thể mẹ tôi hay la mắng, nhưng dù sao mẹ cũng đâu có đánh mình, Harry kể. Trấn Thành là người khó tính khiến Harry nhiều khi cảm thấy không thoải mái. Tâm sự về cuộc sống làm dâu, Harry cho biết bố mẹ chồng là những người hết sức thoải mái, duy chỉ có ông xã là khó tính nhất. Nữ ca sĩ sinh năm 1985, thỉnh thoảng cũng bị chồng xét nét về chuyện để quần áo chỗ nọ chỗ kia chưa ngăn nắp. Không chỉ vậy, nam danh hài cũng quan tâm thái quá đến chuyện ăn mặc của vợ. Khoảng thời gian đầu tôi cảm thấy hạnh phúc vì được chồng quan tâm lo lắng này nọ. Nhưng càng về sau, tôi không còn cảm thấy thoải mái nữa, Harry cho hay. Chưa kể, Harry cũng bất ngờ chia sẻ bản thân cô không phải mẫu người phụ nữ ưa thích của Trấn Thành. Được biết, nam ca sĩ thích mẫu người sắc sảo, hấp dẫn, sexy, gầy thật gầy như Hồ Ngọc Hà, còn Harry thì mẫm mỉm dễ thương. Giới tính của Trấn Thành vẫn luôn khiến dư luận đặt dấu hỏi. Trước khi tiến đến hôn nhân với Harry, làng giải trí xôn xao tin đồn hẹn hò của Di Khánh và Trấn Thành. Đặc biệt, việc Di Khánh xuất hiện trong lễ cưới của Trấn Thành và Harry Won, nhưng sau đó đã bật khóc và cáo lỗi ra về vì việc riêng, càng khiến tin đồn của anh và chú rể càng râm ran. Trong một bài phỏng vấn, nam diễn viên sinh năm 1994 từng nhắn tin xin lỗi Harry Won về chuyện của Trấn Thành, song không nhận được hồi đáp của nữ ca sĩ. Mới đây, chuyện giới tính của MC Chuyện Tối Nay Với Thành lại được đào mộ, nguyên nhân xuất phát từ một bài phỏng vấn Đào Bá Lộc. Nam ca sĩ tiết lộ anh từng yêu một MC kim diễn viên hài nổi tiếng. Cả hai đã từng có những ngày yêu đương mặn nồng, nhưng sau đó chia tay vì Đào Bá Lộc phát hiện mình bị lừa dối. Không chỉ vậy, giọng ca đơn phương còn cho biết hiện tại người cũ đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc. Sau chuỗi những sự kiện mà Đào Bá Lộc đưa ra, không có gì lạ nếu như dư luận hướng nghi ngờ vào Trấn Thành. Là vợ chồng nhưng Trấn Thành không hề biết Harry Won viết tự truyện. Mới đây, Harry Won bất ngờ tiết lộ chuyện viết tự truyện về cuộc đời của mình với những năm tháng tuổi thơ cơ cực, chuyện phải đối diện với căn bệnh ung thư và cả chuyện yêu đương với ông xã. Trong buổi ra mắt tự truyện mang tên Cỏ Hạnh Phúc tại Hà Nội, khi được hỏi về việc Trấn Thành có giúp đỡ gì cho Harry Won trong quá trình viết cuốn tự truyện này hay không, Harry khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ ông xã không hề biết việc cô viết tự truyện. Tôi giấu anh Thành viết tự truyện, tôi không thích nói trước về những việc mình chưa hoàn thành. Khi có cuốn sách trên tay, tôi ký tên tặng ông xã như vậy mới ý nghĩa. Bất ngờ hơn, tôi hy vọng khi đọc sách anh ấy hiểu thông cảm với vợ. Tôi có viết một chút về câu chuyện của hai đứa, tuy không quá sâu, nhưng tôi mong nó đủ làm anh ấy vui và hạnh phúc, Harry nói. Có thể thấy Harry luôn muốn mang lại cho chồng những niềm vui nho nhỏ bất ngờ và ý nghĩa. Thế nhưng nhiều người cảm thấy xót xa cho Harry bởi quá trình thực hiện tự truyện không hề ngắn. Cả hai sống chung một mái nhà, ngày ngày đầu gối tay ấp mà Trấn Thành vẫn không hề biết về những điều vợ đang làm thì phải chăng anh đã quá vô tâm? Gia sản hoành tráng của Minh Nhí, nhìn hệ thống thang máy trong nhà mà choáng ngợp.
hầu như không bao giờ khoe danh khoe của, nhưng đẳng cấp của Minh Nhí trong nghề lẫn độ tiêu tiền được ví như những giai thoại. Trong mắt nhiều khán giả, Minh Nhí là một cây hài có nhiều năm gắn bó với nghề. Tuy nhiên, ít ai biết anh là một trong số ít nghệ sĩ quyền lực của showbiz. Anh được xếp vào chung hàng với những tên tuổi hàng đầu như Thành Lộc, Hữu Châu, Hồng Vân. Nếu như Việt Hương, Thúy Nga, Hạnh Thúy, Trọng Hiếu, Tiết Cương, Cao Minh Đạt là những nghệ sĩ tên tuổi, thì họ có điểm chung đều là học trò của thầy Minh Nhí. Được biết, nghệ sĩ Minh Nhí ngày xưa rất giàu có, hiện nay vẫn thỉnh thoảng được kể lại như giai thoại. Học trò cũ là Việt Hương và Hạnh Thúy từng kể nhiều chuyện về thầy Minh Nhí trên trang Soha. Theo đó, hồi xưa, có lần Minh Nhí đi diễn ở châu Âu, thì Việt Hương và nhóm học trò gồm 5 người sang nhà thầy dọn dẹp. Đến lúc mở chiếc tủ gỗ nhà Minh Nhí ra, thì cả đám bất ngờ vì trong đó có một rổ đầy ắp vàng, vòng, nhẫn và tiền. Việt Hương cùng nhóm bạn mỗi người lấy một thỏi chơi, chán thì xếp lại như cũ. Lúc đó Minh Nhí chỉ mới mua một căn nhà nhỏ. Sau này anh mới đổi một căn nhà to hơn rất nhiều. Minh Nhí cũng từng tâm sự chuyện quá khứ với báo Thanh Niên. Hồi thập niên 90, nếu giá vàng là 4 triệu đồng một lượng, thì một ngày ít nhất anh kiếm được 10 triệu. Có ngày mười mấy triệu, lúc đó anh quay một chập hài được 2 triệu đồng, ngang cách xê của Bảo Quốc. Sức mua nhà của anh lúc đó gấp 10 lần hiện tại, nhưng vì chảnh nên anh không thèm mua. Còn theo lời kể của Hạnh Thúy, thì đám con gái trong lớp do nghệ sĩ Minh Nhí chủ nhiệm hay qua nhà thầy ủi tiền. Nếu Hạnh Thúy lòng cộng cả đời chưa biết cầm sắp tiền ra sao, thì Việt Hương được thầy Minh Nhí cưng nhất vì khéo tay, ủi tiền phẳng lì, xếp tiền mới ra tiền mới, tiền cũ ra tiền cũ. Tuy kiếm nhiều tiền, nhưng không giữ lại bao nhiêu mà tiêu xài hết. Bao nhiêu tiền kiếm được anh nướng hết vào vũ trường, có đêm 5 triệu, có đêm mười mấy triệu, đến nỗi nhiều người gọi Minh Nhí là ông vua vũ trường. Minh Nhí chơi theo nhóm và thường xuyên vung tiền cho nhóm này ở vũ trường. Xong đến khi anh gặp sự cố, thì tất cả người từng được anh cu mang đều biến mất. Đây là chuyện mà đến tận bây giờ nhắc lại anh vẫn thấy ân hận. Trong giai đoạn bị cấm diễn, Minh Nhí phải bán xe, bán nhà để sống. Được biết anh có nhà ở Mỹ và cũng thường về Mỹ vì gia đình vợ vẫn ở đó. Lần hiếm hoi Minh Nhí để lộ ảnh nhà cửa là hồi anh tổ chức tiệc tân gia và mời nhiều nghệ sĩ đến chung vui. Theo đó, Minh Nhí tậu cho mình một căn nhà rộng 400m² ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phòng cũng như tổng thể được trang trí theo phong cách hiện đại với gam màu trắng chủ đạo, pha với một số màu pastel nhẹ nhàng. Phòng ngủ rộng và thiết kế trẻ trung, anh từng nói với mình xây nhà lớn với nhiều phòng ngủ vì muốn đón anh chị ở quê lên ở cùng. Trong nhà còn có thang máy phục vụ việc di chuyển nhanh hơn và tiện lợi. Nhà bếp ngăn nắp với nhiều trang trí hiện đại. Trong nhà đặc biệt có phòng dành riêng cho việc thờ cúng, anh thờ Phật, thờ Tổ và thờ gia tiên tại đây. Ngoài sân là khoảng không gian rộng rãi thoáng mát, năm chủ nhân của căn nhà bày trí bàn ghế để có thể ngồi hóng mát thư giãn và nhìn ra view đường phố. Trông Minh Nhí rất giản dị, nhưng tủ quần áo của anh đồ sộ không kém ai. Phần lớn áo quần cũ không mặc nữa anh đem cho hết. Trong tủ chỉ để lại bộ sưu tập trang phục biểu diễn hoặc gắn liền kỷ niệm nào đó trong sự nghiệp của mình. Giày dép phụ kiện vali đều có ngăn riêng và đủ để Minh Nhí sử dụng bất cứ lúc nào. Thắc mắc Lan Phương toàn cua được trai tay khủng, muốn biết lý do thì phải xem loạt ảnh này. Nhìn nóng bỏng ngồm ngồm thế kia, bảo sao các anh tay cũng phải tan chảy, xem loạt ảnh của Lan Phương mà nóng hết cả người. Từ trước tới nay, Lan Phương toàn yêu bạn trai tay có ngoại hình và chiều cao ấn tượng. Mới đây nhất, hình ảnh của cô bên vị hôn phu siêu cao và điển trai khiến ai cũng phải ghen tị. Hai người đang rất hạnh phúc và ngọt ngào, Lan Phương đang mang thai ở giai đoạn giữa thai kỳ. Nhiều người thắc mắc tại sao Lan Phương lại có duyên với trai tay như vậy. Và có lẽ bởi sự gợi cảm là một trong số những lý do chính. Không phải người mẫu nhưng Lan Phương sở hữu body rất hút mắt. Mỗi lần mặc áo tắm lại khoe đường cong ngút ngàn. Nhìn thế này thì chị em còn mê tít, chứ chưa cần nói đến cánh mày râu. Thân hình của nữ diễn viên quá đổi nuột nà và nóng bỏng. Nhìn khoảnh khắc múa cột này thì toát mồ hôi luôn. Bảo sao các chàng trai tay cứ mê mệt Lan Phương cũng đúng thôi. Làn da của Lan Phương cũng trắng mịn, chẳng chút tì vết, nói chung là hấp dẫn toàn diện. Diệu Nhi tố bạn thân ăn cắp vặt, bị đưa lên ban giám đốc sân khấu kịch xử lý. Diệu Nhi thẳng thắn nói rằng Hải Triều thường xuyên ăn cắp son phấn của cô, rồi làm như không biết gì. Diệu Nhi sinh năm 1991, được biết đến như một trong những nữ diễn viên triển vọng của điện ảnh Việt Nam.
Diệu Nhi thừa nhận vì tính cách cô lạc quan vui vẻ nên thân thiết với khá nhiều người. Trong số này phải kể đến người bạn người anh đã quen từ 10 năm trước là Hải Triều. Trong talk show Một Tiếng Kể Hết, Diệu Nhi không ngại chia sẻ cô rất vui vì có được người bạn tốt tính biết quan tâm, chăm sóc người khác như Hải Triều. Tuy nhiên Diệu Nhi không hài lòng về việc Hải Triều thường xuyên ăn cắp vặt. Diệu Nhi nửa đùa nửa thật tố cáo Hải Triều là thường xuyên qua bàn trang điểm của cô để lấy son phấn. Ban đầu Diệu Nhi cứ tưởng là Hải Triều mượn, nhưng kỳ thật anh chàng này có ý định chiếm giữ làm của riêng. Không những vậy, dù Diệu Nhi có nhắc nhở Hải Triều không được ăn cắp vặt, nhưng anh chàng vẫn cứ tái diễn hành động này. Diệu Nhi thậm chí còn hài hước nói rằng Hải Triều lấy đồ của tất cả diễn viên đang làm việc ở sân khấu thế giới trẻ, đến mức anh chàng có hẳn một thùng son phấn riêng được gom góp từ những lần đi lấy trộm. Tiết lộ gây sốc này của Diệu Nhi làm khán giả vô cùng choáng váng, vì khi không có Hải Triều ở bên cạnh, Diệu Nhi đã tố giác hành động chẳng mấy đẹp đẽ của bản thân. Trước câu hỏi có sợ làm cho Hải Triều bị tổn thương vì màn tố giác quá thẳng thắn này, Diệu Nhi vui vẻ nói rằng đấy là sự thật. Tất cả những diễn viên ở sân khấu thế giới trẻ đều đã quá quen với câu chuyện này. Thậm chí có lần Hải Triều còn bị mời lên gặp ban giám đốc sân khấu để giải quyết sự cố. Cứ lâu lâu là lấy trộm son phấn của đồng nghiệp. Sau khi nghe được lời tố cáo này của Diệu Nhi, Hải Triều bật cười khoái chí. Anh chàng phủ nhận chuyện ăn cắp vặt và giải thích cho hành động của mình. Lâu lâu đi qua bàn Diệu Nhi, thấy có thứ gì hay thì mình lấy, nhưng cũng có bỏ lại 5.000 hay 10.000, coi như là mình trả tiền. Chứ có lấy không đâu, Diệu Nhi rất hay đi tố người khác, cái gì cũng tố. Nhưng Diệu Nhi cũng thường xuyên bị ban giám đốc mời lên sân khấu làm việc vì cái tội làm quá. Thấy nhạc mở lên là chạy ra sân khấu làm hành động như hôm nay sinh nhật mình. Diệu Nhi nói gì thì nói, chứ Hải Triều thật sự không ăn cắp.